Hôm nay làm món gì đây? Tôm kha. Món tôm kha là món của Thái phải không? Tôm Thái là tôm dầm, tôm là Việt Nam mình nói là tôm dầm khung á. Tôm dầm khung, nhưng mà nếu mà có nước cốt dừa nó thì gọi là tôm kha. Bên chỗ cũ. Hôm nay hai người thợ bếp chỗ tài nấu món Thái Lan. Hôm nay giới thiệu quý vị nấu một cái món ăn cũng rất là hấp dẫn mà cũng dễ làm, đơn giản lắm. Bắp cải. Đó luôn hả tiệm, mình để bắp cải nhiều quá. Cái chanh làm sót hả tiệm? Không, bỏ vô trong cái chanh á. Cái chanh nó cần có nước chanh. Uống miếng xì ke. Sáng sớm uống miếng xì ke vô là tỉnh phải không? Cà phê sáng. Sáng mà không có cái này á, mình ngủ hoài à, không có tỉnh nổi. À, để giới thiệu đến quý vị ha, giai đoạn mình chuẩn bị á, mình mua cái này ở chợ nè. Cái này là tôm dầm soup base. Để mình mix vô cho nó cái màu đẹp, hay là nó có cái mùi Thái của hành tím với lại xả. Mình cắt ra. Cái này là nước cốt chanh. Thì trong cái món này mình có thể bỏ nấm, rau cần, măng, bắp cải. Đồ Thái thì thường hay có nấm với măng với bắp cải. Mình muốn bỏ thêm thơm hay là một vài cái món mà mình nấu canh chua, lẩu chua mình bỏ thêm cũng được. Là mua tôm sú loại này. Tôm sú này là loại 16-20 con. Tôm lớn ngon lắm. Xin kính chào quý vị. Hôm nay Lộc lại làm phố nhôm tiếp. Làm phố nhôm để quay các chi tiết nha. Nên quay con tôm nè. Con tôm đẹp lắm. Nè. Tôm Sài Gòn City. Ngon không? Hôm nay mua chợ Sài Gòn City đó. Quý vị nhớ cái hộp màu vàng á, tôm 16-20. Ngon ghê á. Cái tôm này nó ăn sực sực ngon lắm. Tôm sú mà nó dai lắm. Dai lắm. Nó ngon hơn tôm trắng nhiều. Mình lột vỏ, mình chưa đuôi lại thôi. Hai người xong kiếm hợp bích quá. Hôm nay mình là thợ phụ nha. Hôm nay là Hiếu sẽ là thợ chánh á. Hình như là thợ chánh này làm nhiều hơn thợ phụ. Để cho chút dầu thôi nha. Cho dầu vô. Để mình phi cái hành với lại cái sả. Rồi, cho một miếng chút dầu vô để phi hành với sả. Mở cái máy hút lên ha. Bên kia là một, đây là cái máy hút nè. Máy hút này nó khử mùi. Với nó hút những cái khói á. Hành với sả. Cho một miếng sốt tôm dâm vô ha. Tôm dâm. Một muỗng vô. Súp ha. Súp nước súp gì vậy tí? Nước súp này mình bỏ chicken broth cũng được, hay là mình bỏ nước lạnh với lại chicken powder cũng được. Ok. Nhưng mà tự nhiên nước súp có sẵn mình chỉ bỏ vô, không có lấy nó. Cái này mình có thể mình sử dụng nước thường, hoặc là mình sử dụng nước cốt gà, hoặc là mình hầm nước xương gà giống như hôm bữa hôm qua nấu tôm cạn cũng được. Hai muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh nước mắm. Bốn muỗng đường.
4 muỗng đường. Đồ Thái thì chua, cay, ngọt. Nhưng mà thủ chiếu là đồ Thái hay ngọt ha. Hơi ngọt chút. Nó cũng giống đồ Việt Nam mình á. Ngọt ngọt, cay cay. À, mình sẽ sử dụng cái Savoy Coconut Cream đó, là nước cốt dừa đó quý vị. À, thì cái này là tôm dâm cung. Khi mình bỏ này vô đó, là nó sẽ thành tôm kha. Thơm khá. Ở nhà mình lên ăn cái gì mà nó có mùi nước cốt dừa, nước dừa rồi đó. Cho nên làm cái này ăn thì nó đậm đà, nó béo hơn cái tôm nhầm cung. Sáng nào cũng uống một ly cà phê vậy nè. Bỏ cần vô ăn đi. Rồi, giờ bỏ cần vô chết nè. Đó, thơ phụ là chỉ làm những cái trách nhiệm thôi đó. Thì mình có chia phần việc hết rồi. Thợ chính nấu, thợ phụ bỏ rau, thợ phối nhòm thì quay. Mình muốn gì nữa? Trời, sao nghe mùi rất thơm rồi đó. Cái nước súp đó, đó, nó có mùi. Với lại giờ hồi nãy mình phi cái củ hành với xả đó, nó thơm. Ủa, hình như mình có lá chanh phải không mẹ? Không có. Ồ. Dạ. Để ra ngoài sân lấy lá chanh. Cái này có lá chanh nữa là ngon, xuất sắc luôn. Hello bạn. Sao bạn hú quá vậy bạn? Bạn hét bạn hú quá vậy bạn? Ủa, bạn nào? Bạn nào? Hồi đó ngay góc này nè là có một cái chinh thái bự vậy tỷ. Ừ, nhớ không? Cao vậy nè. Có bùa chanh. Ok. Ở tầng 6 lá thôi. Ừ, bỏ 6 lá hả tỷ? 5 lá. Cho nó ra mùi, cho mùi chanh nó thơm. Cho thử nhòm, có nhòm mà xa hơi xíu nha. Có hình nha. Ủa, cái hình đó nè. Ừ. Mùi chưa? Gửi đây mùi luôn. Cái muỗng có gì đâu muỗng. Thơm, có lá chanh vô thơm nữa. Cái đường này nó ít ngọt đó. Mình phải bỏ nhiều hơn bình thường chút. Cuối cùng mình mới bỏ nước dừa phải không? Cuối cùng sao mới bỏ nước dừa? Dừa sôi lên tắt là xong. Mình có một cái món nữa của Thái mà mình không biết nó tên gì. Là sôi nếp, nước cốt dừa. Xong rồi ăn chung với lại thịt bò bistec á, cắt ra cục. Thịt bò nó làm miếng bò như là filet mignon vậy đó. Xong rồi nó cũng ướp kiểu Thái, nó hơi ngọt ngọt. Ăn lạ mà ngon lắm. Bắp cải vô hả tị? Hay chút nè, bắp cải được. Cái nồi cũng ngon. Được. Rồi bây giờ mình bỏ bắp cải vô ha. Làm gì phải hỏi sợ chính nha, thợ phụ đừng có bỏ bậy vô nha, nó thành món tôm khác đó. Tự nhiên đồ Thái là thành trở lại món lẩu tôm càng. Món tôm càng là hơi lạ nữa, mệt. Cái nước cốt dừa này nè quý vị, hấp dẫn lắm á, để ăn chè, làm chè này nó. Ha, chè ăn nước cốt dừa này chè cũng được, làm cái gì bỏ một miếng muối vô là thành nước cốt dừa mầm, giống như cốt dừa ăn chè vậy đó. Bên đây mà kiếm cái dừa khô mình để làm nước cốt dừa chắc hơi bị khó à. Cũng dừa. Có mà hiếm lắm, ít khi thấy lắm. Ở Việt Nam mình là nạo ra ha. Lấy dừa xong mình nạo ra ha, xong bỏ nhỏ, bỏ nước sôi vô xong cái dắt cái nước. Ở bên cao có mà chà mẹ nó có mấy. Lâu lâu chà mẹ nó có. Đúng rồi, đó nhớ mà mỗi lần mà phụ làm nước cốt dừa đó, dắt cái miếng vải mỏng á, đổ vô
xong rồi bóp ra nhiều 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 mà không có nhiều đâu. Không phải bỏ nước sôi vô. Nước sôi hả? Cho nó ấy ra. Rồi cho nấm vô nha. Thợ chính đứng sai nè, bỏ nấm. Bỏ nấm vô. Bỏ nước cốt chanh vô. Dạ. Chứ nữa thợ phụ thì phải nghe từ lời thợ chánh chứ. Thợ tên mau chính lắm cho phải bỏ sau cùng. Dạ. Một nồi súp ngập tràn. Nhà mình một cái nồi này là vừa đúng 5 tô ăn á. Nay rau hơi nhiều nên nó tràn trề chút. Cái tôm này tôm gì? Tôm kha. À, cái tôm kha này đó mình ăn với bún cũng được mà mình ăn với cơm trắng cũng được. Rất là ngon. Ôi sao mà cái màu nó hấp dẫn dữ vậy tỷ. Ôi cái màu kìa. Bỏ nước cốt chanh nha hả? Ồ. Nước cốt chanh ngon quá. Thơm. Không biết có ai chảy nước miếng không chứ có người đứng múc chảy nước miếng kìa. Tự nhiên mình nhìn cái màu nghe cái mùi cái nước miếng chảy ra. Mình có sườn mới nữa. Ra mùi Thái đâu quý vị. Ngon quá. Cái nước súp này thấy cũng dễ làm quá tí ha. Quá dễ ha. Mình chỉ nhớ những cái công thức chính thôi, những cái món chính để bỏ vô thôi. Nhưng mà đặc biệt là phải có lá chanh nè. Món Thái mà không có lá chanh là nó ít ra mùi Thái. Ngày hên là nhà mình có lá chanh bỏ vô. Chợ bán lá chanh cũng mắc lắm. Đúng rồi. Mấy lá rồi mấy đồng. Đúng rồi. 2 đồng á, được mấy lá. Mà nó không được tươi. Lá chanh ta bán bỏ đông lạnh á. Lá hình số 8 mà đông lạnh bán như là 2-3 đồng gì có mấy lá phải không em? À, đây là tổng quan đó, tổng quan thấy hết. Em Linh đang học hả? Nãy giờ 1 tiếng đồng hồ chưa được nghỉ xe hơi hả? À, cô giáo chia ra thành nhiều group, một group như vậy là dạy học sinh. 4 đứa. Cho từ như là một chia ngày luôn phải không? Ừ. À, một ngày là như là 2 group. Rồi xong rồi học 1 tiếng, xong 1 lát nữa đó là nguyên cả lớp học. Lớn, có học xong rồi hả? À, bây giờ làm gì đây? Rồi, nấu cho nó mềm mấy cái này xong mình bỏ tôm vô. Cho nước dừa vô ha. Ồ, màu đẹp quá ha. Giống một đồ Thái rồi đó. Đã quá. Cái này mình không có dám bỏ cái mùi ấy nhiều ấy. Nhiều có cái nhiều nó cái màu cam nó màu cam nó đẹp mà sợ mà cay. À. Như đúng vậy, thử Thái thì nó có bỏ thêm ớt khô nữa, trái ớt khô nữa. Đúng rồi. Cái ớt mà khô mà nó để. Nhưng mà cay quá nhằn lắm. Đi tiệm Thái thì thường đã có một cái 5-6 hũ, một hũ đường, hũ ớt khô, hũ ớt chua và nhiều cái món gì nữa đó mình không ăn nhiều. Thì chủ yếu là mình bỏ cái ớt khô vô nó ớt khô nó thơm. Mà ở nhà thì có mình Lộc ăn cay được thôi. Nên là chỉ có mình Lộc bỏ, ở nhà không có bỏ nhiều. Cắt đi đi. Trời ơi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Bây giờ múc thử 1 tô ha. Người nhìn múc mình nuốt miếng quá này. Cho miếng ngọt lên. Cho mấy miếng ngọt lên rồi. Đó. Đây, 1 tô bún tôm kha của bà Hiếu. Đâu bếp. Hiếu võ. Đây, tôm nè,
có cần, có nấm, có măng. Wow. Cái rau hả? Rau đó là rau gì? Bắp cải. À, bắp cải. Ừ. Lá chanh. Lá chanh. Lấy cái muỗng húp miếng ra.